nha. Ừ. Không. Nhẹ cái chân nước trời. Má gậy hết cái hả? Má má tính đi cái sức của nó bao nhiêu ký, má đợi một cái là một ký. Mới té hết cái. Bỏ đi cái lược, bỏ luôn hả? Này đem về xúc cá thia được. Để ra tiếp lên anh. Đấy. Ở đây hai tay nhận một tay. Hai tay. Tiếp bên đây. Nặng dữ vậy. Má. Ô nhà siêu quá. Để chút chút gì nói chuyện lên lại nó chạy. Wow. 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 Tiếp đó. Nặng ghê, cho mấy chục ký các bạn. Đem qua chỗ trưng bày bán nha các bạn, giữa xương xương một con dân ma nè, cũng đang rửa. Tết 11, Tết 10 có con F8 nha các bạn. F này lâu lắm mới gặp. Con này quá dơ. Con này nó đóng đất, đóng sình, đóng bụi. Nhìn thế ấy. F8M nha các bạn. Rất là dày, đồ dày lắm. Rồi, coi đại ca quay cái SS nha các bạn. Đây là cái SS không? Quay cái thử cái này coi. Máy này mới rửa nha các bạn. Mới rửa lại. Mới cái máy này là máy gì luôn. 2.400 tới 2.500 vòng trên một phút. Máy này tốc độ cũng tương đối cao. Dòng máy đề mà nhận ít có thằng nào tốc độ cao lắm. Tầm 2.000 tấn. 2.400, 2.500 là cao rồi đó. Này ở đó thì gì ông đã? NF. NF hả? Có cái cục đề, đề tháo bỏ rồi, cái răng này để răng đề, đề khỏi quay. Tám mà lực, NF80. Gà nha các bạn, đang cầm cái gà. Đắt hả? Nhẹ quay quá ha. Lắc qua tôi rất là nhỏ. Máy rửa dầu vô cái ống dầu nước đó. Nước vô ống dầu nước vừa dầu.
giờ rồi đó. Còn mới dầu ra trắng giờ rồi đó. Giờ dầu qua sạch. Cái gì đó rồi lại cái nữa, cái gà cầm nó không lên ga được hết. Thank you.
nước hả? Có độ. Rất là bền nha các bạn. Cái máy ngã hả? Cục cây bể luôn. Rất là nặng nha các bạn. Nó nặng dữ lắm. Bền nó nặng. Đồ của nó dày với nó chạy không có hư. Cái xe đầy đủ nó chạy khó hư nữa. Mình cũng dân ma nha các bạn. Này này tới ớt hả mau. Nó mười mã lực mà nó bự chứ ghê. Như là cái D12 này là ớt ớt 10. Ớt 11 cô ơi. 11. 11 mã lực 2200 vòng. Nó bị cũ. Cái đèn. Là nó đâu hư. Là nó cũng hỏng hết rồi. Trong này nó có cái tổ ong các bạn, cái tổ ong gì nó đóng ở trong này, có cái tàn ong, tổ ong nó đóng trong này. Thank you.
Đây cái đồ cũ nha nè, cũ sửa là nào hư sửa hoặc là tháo ra để lấy đồ món lắp qua lắp lại, nhưng mà hiếm có hư lắm. Lấy về thường ra rửa xương xương rồi đợi chạy rồi. Máy nó còn cứng lắm nha. Mấy con này đem ra rửa xương xương rồi chạy. Này là 4T84. Máy này là 4T84 nha các bạn. Nó là dòng 37 6 6 có 15 mã lực rồi.